Con dâu quá nhát đi. Em nhát lắm đúng không em? Hiền cái nhát đúng không? Hiền nhát sao dám lên đây ngồi? Tại thấy má thích quá. Má thích quá hả? Rồi má rủ đi tham gia. Ê, đây cũng có sai là khi mình vô trong công ty làm á, mấy đứa nó mở chương trình mẹ chồng nàng dâu. Lúc đó là mới có tập 1, tập 2 thôi, mình chưa phát hiện, chưa có xem. Cái con bé nó mới kêu, cô gái, đây có chương trình mẹ chồng nàng dâu, cô đăng ký đi. Cái mình nói, giờ kiếm chỗ đâu đăng ký? Cái mò đấy không biết kiếm lên mạng là quá trời mới đăng ký. Sau cái chừng mình mở cái chương trình này lên, mình thấy cái để hàng điện thoại số dưới á, mình đăng ký liền. Là mình chưa có thông qua nó, là mình sai cái đó chút xíu. Nếu mà nó bắt lỗi chắc mình cũng phải công nhận là mình sai. Nhưng mà mình về mấy cái hay, má đăng ký mẹ chồng nàng dâu rồi. Cái đâu ợ, má đăng ký sao kỳ vậy? Sao kỳ, hai mẹ con mình lên TV chứ sao kỳ. Cái tới chừng thằng con trai chết rồi mà thông qua thằng con trai nó không chịu. Rồi sao cô? Không chịu, nó nói hai mẹ con làm gì làm đi nha, đừng dính dáp tới con à. Con không có tham gia đâu nha. Đó, nói chừng gọi chương trình, thôi giờ con trai tham gia rồi thôi đành thua rồi. Cái tập 8 hay tập 9 gì đó mình coi có chàng rể. Cái mình nói gì rể, ôi thì thôi mẹ vợ gì rể lên đi. Bằng mọi giá phải lên chương trình này. Phải lên. Cái rể nói, mà con với má có ở chung đâu mà lên cái gì đâu đó. Rồi cuối cùng là anh chồng có chịu tham gia không cô? Không có tham gia. Không có tham gia luôn hả? Trốn luôn hả? Đây nè, chương trình mình cho số điện thoại chương trình gọi. Cái ảnh còn làm bộ đấy. Không, lộn số rồi, tôi ở Cà Mau chứ không phải ở Đồng Nai. Chị cho em hỏi tí xíu là ở nhà mình á, chị hay bị nhạy cảm vậy, chị hay bị tủi thân á, có những điều nào mà chị buồn, chị khóc mình chưa? Bắt đầu là thấy má giữ khó lắm, nhưng mà về ở chung mới biết má cởi mở lắm. Em ít nói lắm, má toàn là khơi chuyện để nói chuyện với em không. Mình đi về á, mình phải bên nói chuyện nó không à, chứ nó có gì để nói mình á. Chuyện như công ty, chuyện gì mình cũng kể cho nó nghe. Hả? Chứ nó không có ít nói với mình. Xong công việc phải vô phòng nằm xem TV rồi thôi. Nói mới có 7 tháng thôi. Dạ, đúng rồi. Thì đúng ra cũng thời gian cũng không phải là dài mà cũng phải là ngắn. Mong rằng mọi chuyện nó cứ suôn sẻ thì thế này. Thì mình cứ nói trời dạ, phù hộ cho mình, đầu óc minh mẫn. Dạ. Thì như thế này thì nó không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Sợ sau này rủ có cái tinh thần dạt hàng ngày già nó bậy nó bạ, mất công con dâu nó ghét nữa. Khổ lắm, sợ vậy thôi à. Qua 7 tháng mình ở chung với nhau rồi, mình cũng một phần nào cũng hiểu gần như tính tình nhau rồi. Cũng có những cái thứ mà chưa được, những cái thứ đã được rồi. Vậy cũng mong muốn thay đổi cái gì mà nó chưa được không? Giờ cô cũng mong muốn cho nó là sống trong gia đình, vợ chồng yêu thương nhau, hạnh phúc là mình mừng rồi. Trời ơi, mình ở nhà vậy chứ phòng nằm kế bên chứ cũng chưa ngủ, cũng phải lắng nghe coi vợ chồng nó có cãi lộn gì không. Mình đang tắm rồi, nhà tắm á, mình nghe làm hai đứa cãi vậy. Chạy đâu, hai bà cãi lộn hay gì à? Thế đâu có đâu. Bởi vì sợ lắm. Nó phải cứu được con dâu về cũng mừng một lời. Còn sầu cái khổ hai đứa nó có thận thảo hay sao, có cãi lộn xào xáo thì mình cũng lo đủ thứ à. Chưa có khỏe đâu. Thấy chưa? Lo sợ đủ thứ. Cái nỗi khổ của mẹ chồng á, đâu phải là cưới dâu gì được sung sướng đâu. Đâu là xong đâu. Còn phải lo là không biết vợ chồng cãi nhau không, rồi chuyện con cái, rồi chuyện cuộc sống, rồi cơm máu gạo tiền đó đúng không cô? Đúng rồi. Tại mình đã từng trải qua mình biết rồi. Cô có những kinh nghiệm gì để nói lại với con dâu của mình để mà giữ hạnh phúc gia đình không? Cũng có nói nó đó. Thì sống làm sao mà hai vợ chồng thì hòa đồng với nhau. Người ta nói là vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Thì cái nào thấy cảm thấy chồng nó đúng thì phải nghe theo. Như đây nè, đi mua tờ giấy số, cái về phe chồng la, cái anh rể anh nghe, anh rể nói xuống, Minh gia trưởng quá, mua cái tờ giấy số mà la vợ đó mà. Cái mình hỏi nó chứ, ủa gì mà bị chồng mẹ biên Minh la vậy? Con mua tờ giấy số bị anh la. Nói, phải rồi, mẹ má với thằng trai không bao giờ chơi giấy số cờ bạc gì hết. Thấy con chơi là con mua là nó la, con không cho con chơi đó. Rồi không biết có chuyện con nghe có nói gì không, mình nói thẳng luôn vậy đó. Thôi thì hôm nay á, anh nghĩ rằng cũng đã lên đây rồi, mẹ chồng khuyến cáo con luôn, khuyến nghị con luôn, nói luôn để cho mẹ chồng có thể làm tốt hơn cái vai trò của mình. Em có mong muốn điều gì không? Dạ, đối với em là má vậy như vậy là tốt lắm rồi. Má làm bậc cha mẹ cũng phải khó một tí cho con cái nó hơi sợ một tí chứ để ý là nói cái nào đúng thì nghe, cái nào sai thì phải nói lại. Thích má cái tính là cái gì sai nói thẳng chứ không có để trong lòng. Mình cũng nói như vậy, mình sống trong gia đình
Nếu mà má sai cái gì thì cứ nói thẳng, chứ đừng có ra đường. Ra đường mà nói mẹ chồng tôi vậy là mình không thích. Còn chính bản thân mình cũng vậy, con dâu mình không phải mình dạy trong gia đình liền, chứ không ra đường mà nói con dâu tôi vậy vậy. Những cái chuyện đó là xấu, rất là xấu, mình không có thích cái chuyện đó. Rồi cũng nói với con dâu mình như vậy. Cái gì không phải, không dám nói má nói chồng, chồng nói lời má. Cái nào sai thì má chữa, mà đúng mà nó sai là má cãi tới bến luôn, má không có nhịn đâu. Má nói vậy em thấy sao? Giống như má nói, có gì nói thẳng ra luôn. Có mong muốn má thay đổi gì, mong muốn má thế nào để mình có thể là không sợ má nữa không? Dạ, tại cái vụ sinh con á, em con với chồng con nói sao má thích mà sao má không nói ai biết. Tại vì thấy má có cháu ngoại rồi đó nên từ từ sanh sao cũng được. Mình cũng nghĩ là thôi mới cưới về mấy tháng mình cũng không hối thúc được chi, để từ từ để cho nó vui vẻ vợ chồng nó mấy tháng. Chị có mong muốn điều gì ở mẹ không? Thích má kêu bằng má với con lắm. Ủa chứ ở nhà kêu bằng gì? Có khi là mày tao cũng ý là cũng thương, nhưng mà thích nói ngọt ngào má với con nghe nó thích lắm. Đây là bẩm sinh rồi, mình người nam mình mà quen rồi, tao với mày nó quen rồi, tao mày dễ xài, thấy không? Nói vậy chứ. Lâu lâu cũng nói tình cảm ha, để má nói con nghe nè, con nên này kia. Một lần nữa thì cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay thì Quỳnh Linh thấy thế này. Giữa hai mẹ con 7 tháng qua thì có vấn đề là rất cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng nếu để lâu nó cũng lớn, tức là con gái hơi nhút nhát, chia sẻ với mẹ nhiều hơn, nó mạnh mẽ lên chút xíu, nhiều hơn mạnh mẽ lên chút xíu. Còn mẹ thì đôi khi nói chuyện với con cũng lớn, cũng hay la, thì thôi cũng nhẹ nhàng ngọt ngào, lâu lâu má con chút, đúng không? Thì hai má con hứa nhau một cái đi cho nó vui đi. Rồi thì mong muốn của con là xưng mẹ với má với con, thì để từ từ coi làm có được hay không. Cũng hứa với má là sẽ tâm sự nói chuyện với má nhiều hơn. Mau xin cho má một đứa cháu ấm bụng thôi. Hai mẹ con ôm nhau cái nào. Chúc cho ta sớm có tin vui, chúc cho gia đình hòa thuận êm ấm mãi mãi. Đây là món quà kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ cô, ngoài phần quà từ chương trình cũng có phần quà đó là thực phẩm chức năng Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị, Natto Gen giải độc gan. Dạ, cảm ơn cô và chị.